Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái phần mềm quay màn hình. Phần mềm có tên là BB Flatbed 4.1.10.7phút.com. Chúng ta nhấp liên tục vào file cài đặt BBSDK 4.1.10. Chọn Yes. Chúng ta chọn Next. Chúng ta chấp nhận cài đặt. Chọn Next. Chúng ta nét tiếp tục. Ở đây chúng ta cũng nét tiếp tục. Và nhấn vào nút Install. Chúng ta thấy biểu tượng, hai cái biểu tượng nút đã xuất hiện trên màn hình. Chọn Next, cài đặt đã thành công. Set up for Chrome đã successful. Chúng ta chọn Next. Chọn kết thúc luôn ha. Bỏ chọn cái send đi. Chọn kết thúc. Lúc này chương trình nó là dùng thử 31 ngày dùng thử. Chúng ta đăng ký bản quyền cho nó bằng cách như sau. Nhấp vào Enter Key. Chúng ta nhập bản quyền như sau, thông tin bản quyền ở đây, ở trong cái file cài đặt của 7phút.com. Mở ra. Chúng ta sẽ thấy như sau. Lấy bất kỳ cái series nào cũng được, hàng nào cũng được. Ở đây tôi lấy đại hàng trên cùng đi ha. Ta chọn copy. Listen key ta bắt vào đây. Bắt không được thì chúng ta xài Ctrl V á, cũng không được luôn, nó không cho bắt. Copy. Không cho bắt thì làm ơn đánh lại giùm ha. Cắm bắt rồi. Cứ đánh lại như sau. 2 S X 7 2 gạch N A 2 V V gạch Z B M S M gạch K 4 T L S gạch 2 1 5 B. Tên chúng ta tên là 7phút.com. Email
thì các bạn lấy email của bạn, email nào cũng được hết. Ở đây tôi ghi chú email như sau. Các bạn sẽ lấy email của các bạn để có cái thông tin cập nhật gì mới thì phần mềm nó sẽ gửi vào cái email của bạn. Sau này chúng ta ok, nó là thank you cho cái đăng ký này. Vậy là xong rồi ha. Rồi chúng ta bắt đầu tắt đi cái bản cập nhật cái phiên bản mới thì chúng ta không cần cập nhật, chúng ta đừng có xài cancel ha. Bây giờ chúng ta đã cài đặt xong, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh các thông số để khi chúng ta quay video có chất lượng tốt mà dung lượng cực kỳ nhỏ. Ban đầu tiên chúng ta vào cái Discord Ukraine. Chúng ta chọn cho mình, nếu mà quay có tiếng thì chúng ta chọn tiếng, đúng không? Khi nói chuyện thì âm thanh sẽ tự động nhảy nhảy như thế này. Chúng ta chọn thêm hai cái nút hai bên, bên trên, bên dưới, tự động chính giữa sẽ bỏ. Cái này có tác dụng như sau, khi chúng ta nấn nút ẩn thì nó sẽ tạo một cái icon, icon để bên góc này, để khi nào chúng ta quay chúng ta nhìn biết mình đang quay hay là đang tắt. Nhấp liên tục vào nút này để trở về cái giao diện chính. Bây giờ mình cài đặt cái thông số để cho cái dung lượng quay nó nhỏ lại. Bạn vào thuộc option, tăng âm thanh như thế này là đủ rồi. Webcam chúng ta không cần thiết, nếu mà có chọn thì nó sẽ hiện webcam. Đây là phần quan trọng, record model là phần quan trọng, là chúng ta nên chọn như sau. Chọn vào phần này, chúng ta có thể nhập 6, có nghĩa là 6 khung hình trên 1 giây là vừa. Hoặc bạn nào muốn cái dung lượng nhỏ hơn nữa thì bạn nhập 4, chỉ là số 6 hoặc số 4 đủ rồi. Nhập cao quá dung lượng nó cao. Phần desktop để hạn chế các cái dung lượng, các hiệu ứng graphic, hiệu ứng đó là hiệu ứng của phần Windows á chứ không phải là của cái video đâu, cho nên không ảnh hưởng gì tới video. Chúng ta nên bỏ hiệu ứng này đi, dung lượng thì rất là nhẹ, bỏ luôn 3 cái. Phần key không quan tâm. Phần này chúng ta sẽ đặt cái phím tắt để khi nhấn phím thì nó bắt đầu record. Thường thường tôi đặt phím Ctrl Shift A, A là action, cho nó bắt đầu quay dễ hiểu. Stop là Ctrl Shift S Stop, tạm dừng. Tôi đặt là cho nó gần cái tay thì tôi đặt Ctrl Shift V. Rồi ok, ba cái đó đủ rồi. Qua phần tiếp theo, mẫu qua. Tiếp theo chúng ta mẫu qua cái phần mà tự động check update á, thì chúng ta không cần phải update. Phần file size limit, chúng ta không giới hạn cái dung lượng cái file lưu. Phần real time chúng ta cũng bỏ qua. Phần message chúng ta tắt đi cái phần welcome start và cũng tắt luôn cái 321 cho nhanh. Và phần advanced
Chúng ta kéo thanh trượt này về vị trí Small File để cho dung lượng file nó nhỏ lại. Bây giờ chúng ta đã chỉnh xong hết cả cái đặc tính rồi, ok. Từ đây thì chúng ta quay, mỗi lần quay thì các đặc tính nó luôn nhớ, đặc tính option luôn luôn nhớ như vậy, ok. Và bắt đầu quay như sau, chúng ta sẽ chọn thằng này nhỏ xuống, chúng ta chọn nút quay. Khi chương trình nó quay thì chúng ta có thể quan sát được cái số giây nó nhảy 5, 6, 7. Rồi khi chúng ta tạm dừng thì nó nhấn nút tạm dừng, thì ở đây số 12 nó sẽ đứng lại. Chúng ta có thể thao tác bất cứ cái gì ngoài cái phim mà đang quay. Tiếp tục quay lại, chúng ta lại nhấn nút một tròn đây, Discord. Chúng ta chú ý thời gian sẽ nhảy tiếp tục 15, 16, 17. Khi nào kết thúc quay, chúng ta nhấn vào nút Stop. Khi đó chương trình nó sẽ hỏi là muốn lưu cái đoạn video này hay không. Nếu mà không lưu thì nhấn Disket. Còn nếu lưu thì chọn Server. Ở đây mình chọn Server. Thì nó sẽ hỏi, sẽ hỏi cái vị trí lưu. Bạn chọn cái thư mục nào cũng được. Ở đây để tiện thể tôi chọn Desktop. Chọn cho Mac Computer đi ha. Rồi Data. Lưu thông thư mục xóa. Ở đây chúng ta lưu vô ha, với cái tên gọi như sau. Sort ví dụ 1 Server. Chúng ta mở thử như sau. Đó, chương trình nó đang mở. Chúng ta cái chương trình nó đang thì chúng ta có thể quan sát được cái này. Số này nó nhảy. Đây là mình stop. Đóng cái bảng này lại. Cho cái màn hình nó to ra. Để mà coi nó to màn hình thì chúng ta chọn vào nút này. Full screen. To màn hình. Khi đó muốn coi ở đoạn nào thì chúng ta có thể chọn cái thanh màu đỏ này, kéo nó qua, kéo lại. Nha, kéo qua, vị trí con chuột thay đổi. Thoát chế độ màn hình thì nhấn nút này, hoặc là Ctrl Enter. Chúng ta có thể chuyển cái video này thành cái file SE để chia sẻ cho người thân của mình. Họ không cài cái phần mềm SBR này vẫn coi được. Chúng ta vào file, chọn export. Chúng ta chọn SE. Ok. Chọn tiếp export. Nó sẽ hỏi vị trí lưu. Mình sẽ lưu trùng vị trí lúc hồi nãy. OK. Xóa. Mình sẽ lưu vô xem. Lưu xong thì nó nói là mình có muốn chạy không thì mình chạy thử như sao nhé. Rồi nhé.
phần mềm virus nó sẽ kiểm tra tiến độ. Nó đang phân tích. Khi phân tích xong thì nó trong làm việc bình thường. Rồi, các bạn đã hoàn thành cái công việc quay phim, cài đặt, chỉnh thông số và dung lượng nhỏ và hướng dẫn quay video và chuyển video thành file EE. Chúng ta đã xong. Chúc các bạn vui vẻ. Bài giảng này được thực hiện từ trang 7phút.com.